Hi, chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Leo ORT. Video lùm đầu lăng mini phần 11. Để dán được giấy can và không bị nhăn, anh em phải dán vẽ thật can thì khi dán giấy sẽ can cứng. Mẹ dán giấy cho anh em là các giấy tầm độ rộng của hai thanh kẽm hạt mai. Anh em nên dán theo chiều dọc của kẽm hay hạt mai. Nếu anh em để dán ngon, dán ở vị trí như đỉnh trón sẽ bị nhăn liền. Khi anh em dán giấy theo chiều dọc sẽ không bị nhăn giấy hoặc cắt giấy. Khi dán và bôi keo sang lên giấy thì anh em nên dùng ngón tay chọ lên để ép không khí ra một phần, chọ đi mấy lời ở trên súng.
Nếu anh em thấy video hay, đừng quên ấn đăng ký, like, chia sẻ và đừng quên ấn chuông thông báo để xem video mới.